Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ các băng tần của VNTV để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và chương trình này được phát hình trên 3 băng tần của chúng tôi từ 7 giờ đến 8 giờ tối giờ miền Nam California, cũng như trên hệ thống của YouTube và trên Facebook VNTV, cũng như là hệ thống Roku Box và website vnatv.com. Kính mong quý khán giả khắp nơi nhớ giới thiệu về đài để cho mọi người cùng theo dõi. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Nature Medic, chuyên sản xuất Full Garden rất là tốt để cho quý vị có thể sử dụng gia tăng sức đề kháng của mình để chống chọi lại khi mà quý vị đang điều trị những căn bệnh nặng. Mời quý vị tìm hiểu thêm talk show của công ty Nature Medic mỗi ngày thứ tư vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo liên quan đến cảnh sát trưởng Pete Arredondo sẽ không tham dự cuộc họp của Hội đồng Giáo dục, nơi mà số phận của anh ta với tư cách là cảnh sát trưởng của một trường học tại Uvalde, tiểu bang Texas, có thể sẽ được quyết định. Hội đồng nhà trường ở Uvalde của tiểu bang Texas dự kiến sẽ thảo luận về việc có nên sa thải cảnh sát trưởng Pete Arredondo trong một cuộc họp sẽ tổ chức vào tối ngày hôm nay, 3 tháng sau khi sự việc xảy ra tại trường tiểu học Rob đã cướp đi sinh mạng của 19 trẻ em và 2 giáo viên. Cuộc họp này lẽ ra là đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, nhưng mà đã 2 lần bị trì hoãn do có những cái yêu cầu từ luật sư của ông P. Cho nên là cuối cùng thì đã dời lại và cho đến ngày hôm nay thì cuộc họp này mới được bắt đầu. Và cảnh sát P. Arredondo sẽ không xuất hiện tại cuộc họp này, theo lời tuyên bố thông cáo báo chí dài 17 trang được luật sư của ông ta gửi đến cho Hội đồng Giáo dục của học khu. Trong tuyên bố được đưa ra chưa đầy một giờ trước khi mà cuộc họp bắt đầu theo lịch trình, thì luật sư George Heidi đã cáo buộc hội đồng của học khu đã không tuân thủ theo các thủ tục thích hợp để có thể đuổi việc chấm dứt hợp đồng làm việc của Arredondo. Luật sư Heidi lập luận rằng một lá thư từ học khu hành chính chỉ cho cảnh sát trưởng tạm nghỉ việc mà không có được hưởng lương, không được coi là một lời khiếu nại chính thức theo yêu cầu của pháp luật để mà xem xét việc chấm dứt hợp đồng. Cuộc họp bắt đầu từ các bình luận của những người công chúng. Một số người trong số họ đã kêu gọi cảnh sát Arredondo, người đang nghỉ không lương, nên nộp lại huy hiệu của mình, tức là từ chức cảnh sát. Và các thành viên của hội đồng của học khu cũng cho biết là cảnh sát P. Arredondo, người đang tạm nghỉ không lương, nên điều trần và giải thích cái việc làm của mình. Và điều này đó thì cũng họ cũng muốn có được một cái gọi là phiên họp kín theo luật của tiểu bang Texas để mà cho biết tình trạng việc làm của cái người đứng đầu trong cái việc mà tổ chức giải quyết sự việc. Tại vì cảnh sát P. Arredondo mà theo những lời nhận xét của những người mà gọi là quan sát thì đã không làm đúng theo các thủ thuật mà đã được dạy, đã được huấn luyện khi mà gọi là giải quyết các vấn đề khi có người bắn súng. Tại vì sự chậm trễ, mâu thuẫn với các giao thức được dạy một cách rất là phổ biến trong các tình huống nổ súng là cảnh sát phải ngay lập tức ngăn chặn sự việc. Khi mà trẻ em ở trong phòng học đã liên tục gọi điện cho 911 cũng như là cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mà cảnh sát lại giải quyết sự việc một cách rất là lề mề, mà mọi người cảm thấy tức giận đến nỗi mà phụ huynh đó, ở bên ngoài còn la hét. Có những người mà họ từng là những người cựu quân nhân và họ có súng đó, sẵn sàng họ xông vô để họ cứu con của họ luôn. Cho nên là đây là một cái sự việc rất là rắc rối mà cho đến nay người ta vẫn còn bàn luận và có những cuộc điều tra đang gọi là được thực hiện để tìm hiểu cảnh sát đã chậm trễ như thế nào và cảnh sát đã giải quyết tình huống có đúng hay không trong sự việc của trường học ở tại thành phố Uvalde thuộc tiểu bang Texas. Và Mỹ Linh nghĩ là trong cái cuộc họp ngày hôm nay thì chắc chắn là ông P. Arredondo phải nghỉ việc. Không thể nào mà họ giữ người cảnh sát này được. Tại vì nếu như họ giữ lại thì những người phụ huynh và các em học sinh sẽ không có được hài lòng, chắc chắn sẽ rất tức giận và làm cho học khu sẽ không còn được vui vẻ nữa. Dù rằng là vì luật sư nói là đây chỉ là một cái đơn, một cái lá thư được viết ra từ học khu nói rằng là tạm nghỉ việc không có lương để mà điều tra thôi, đây không phải chính thức là khiếu nại. Thì bây giờ họ có một cuộc họp để mà chính thức cho nghỉ việc ông này, thì cái điều này chắc chắn là sẽ được thông qua thôi, chứ không có khó khăn gì. Còn cái chuyện luật sư của ông P. Arredondo có kiện lại hay không, đó là chuyện của luật sư, rồi học khu sẽ tính tiếp. Nhưng mà chắc chắn là họ sẽ đồng ý để cho nghỉ việc ông này, thưa quý vị. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Nhưng mà thưa cô, là học khu thì họ không có cái quyền cho nghỉ việc hay là cho nghỉ việc, họ chỉ mướn thôi.
Còn có vấn đề nghỉ việc hay không nghỉ việc thì nó thuộc về thành phố, thành đó là một trong những vấn đề khác nữa. Kính thưa quý vị, nước Nga đã cảnh báo tịch thu tài sản của các nước không thân thiện. Nga tuyên bố có thể tịch thu tài sản của các nước không thân thiện nhằm đáp trả việc những quốc gia này áp lệnh trừng phạt đối với các công ty đặt trụ sở trên lãnh thổ của Nga, có chủ sở hữu là công dân các nước không thân thiện và nơi đã ra quyết định thu giữ tài sản của Nga vì việc thực hiện các biện pháp đáp trả và tịch thu tài sản là điều hoàn toàn hợp lý. Chủ tịch Hạ viện của Nga là Vyacheslav Voronin ngày hôm nay viết trên Telegram, số tiền thu được từ các việc bán những tài sản này sẽ được sử dụng để phát triển đất nước chúng tôi. Volodin đã cáo buộc một số các quốc gia không thân thiện như là Lithuania, Latvia, Ba Lan, thậm chí cả Hoa Kỳ đã coi thường luật pháp quốc tế và có hành động trộm cắp thuần túy. Volodin cho biết các doanh nhân nước này đang mua lại những công ty nước ngoài hoạt động ở Nga và mua cổ phần của những đối tác muốn rời bỏ thị trường Nga. Ông kêu gọi các nước không thân thiện hãy hành động một cách văn minh và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phát biểu của ông Volodin được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đề xuất đã gây áp lực kinh tế lên Nga bằng cách tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga, rồi bán chúng lấy nguồn kinh phí xây dựng lại nước Ukraine. Một tiền lệ nguy hiểm đã được đặt ra có thể khiến cho chính phủ Hoa Kỳ bị phản đòn. Chủ tịch Hạ viện Nga đã nói, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước chúng tôi. Du thuyền, biệt thự và các tài sản khác của những công dân Nga giàu có không đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước chúng tôi. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hoa Kỳ cùng các đồng minh đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt với Nga, như là một số những ngân hàng của Nga thuộc hệ thống thanh toán tiền tệ SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ Nga và bỏ quy chế tố vệ quốc của nước này. Đây cũng là một cái sự đáp trả. Cho nên cái chuyện này nó cũng xảy ra bình thường khi mà một số quốc gia đã tìm cách bán những tài sản của những tài phiệt Nga, thì Nga bây giờ cũng chơi lại, có nghĩa rằng những tài sản của Hoa Kỳ, của Lithuania hay là một số các nước không thân thiện đó, chứ không thân thiện là chống lại Nga đó, là họ cũng sẽ bị tịch thu. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang Oklahoma đã từ chối khoan hồng cho một tủ tù trước ngày hành quyết là ngày mai, tức là ngày thứ Năm. Thống đốc của tiểu bang Oklahoma đã từ chối cho một người tủ tù có tên là James Condington, người đã được gọi là lên lịch để mà bị hành quyết vào ngày mai và được coi là một trong những cái sự việc gọi là hành quyết cho một tử tù được thực hiện trong số 25 vụ án từ đây cho đến năm 2024 mà đã được lên schedule rồi. Khi Condington 50 tuổi đã bị kết án tử hình năm 1997 vì tội giết Albert Hawley, được coi là một người bạn của anh ta khi mà anh ta đang vật lộn với lại cái triệu chứng nghiện cocaine của mình lúc đó. Các luật sư và những người biện hộ cho tử tù này thì đã kêu gọi hội đồng ân xá cho anh ta từ tội gọi là tử hình giảm xuống chung thân vì anh ta là rất là hối hận một cách chân thành trước cái chết của người bạn của mình là Harley và đã làm việc để mà thay đổi cuộc sống, để mong được thay đổi án tử hình. Rồi sự hối hận của Condington, rồi trong cái hồ sơ mà anh ta ở tù đó là một cái hồ sơ rất là tốt và tuổi thơ đầy đau thương, có thể là một cái hình thức giảm nhẹ tội. Nhưng mà cái tất cả những cái sự ân xá hay không ân xá đều nằm dưới tay của thống đốc của tiểu bang, đó là ông Kevin Stitt. Và ông Kevin Stitt trong một cái thông báo chính thức từ văn phòng của mình đã trả lời rất ngắn gọn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các lập luận và bằng chứng được trình bày bởi tất cả các bên của vụ án, thì thống đốc Kevin Stitt đã từ chối lời đề nghị khoan hồng cho James Allen Condington. Đó là sự trả lời rất ngắn gọn và thống đốc từ chối hoàn toàn. Và trong khi đó, luật sư của Condington và những người ủng hộ thì cảm thấy là rất là đau lòng và khó chịu trước cái sự quyết định của thống đốc. Và nhưng mà hội đồng ân xá cũng đã xem xét sự cẩn thận trong trường hợp của Condington và lời khuyến cáo khoan hồng đã gọi là thừa nhận cái sự hối lỗi chân thành của cái tên tử tù này cũng như sự chuyển đổi có ý nghĩa của James trong những năm mà
anh ta chờ gọi là chịu án. Và James đã được nhiều người yêu mến. Đó là theo lời của người em Maro, là một trong những luật sư của Coddington đã nói như vậy. Tuy nhiên, vị thống đốc thì không cho rằng là anh ta nên được ân xá, cho nên cái án hành quyết đối với lại James Coddington vẫn được thực hiện vào ngày mai. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Hoa Kỳ ủng hộ chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Gallant đã nói ủng hộ nỗ lực chuyển những tài sản của Hoa Kỳ tịch thu từ các nhà tài phiệt của Nga trực tiếp tới Ukraine. Chính phủ cũng như chúng tôi sẽ ủng hộ điều luật cho phép chuyển một số phần tiền trực tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định như vậy đối với khối tài sản. Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là Merrick Garland trả lời trước Thượng viện hôm 26 là khi được hỏi về cách xử lý khối tài sản tịch thu được từ Nga, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ đã đưa ra một nhận xét đặc biệt, đó là có thể chuyển tất cả những tài sản bán được cho nước Ukraine để nước Ukraine có thể mua sắm vật thực cũng như họ có thể cung cấp lương thực cho người dân. Thưa quý vị, việc đầu tiên trong tháng này là Nga đã tịch thu, đã có những cái chiếc thuyền lên đến 90 triệu Mỹ Kim và có những ngôi nhà đang ở trên đất nước của Hoa Kỳ. Công tố viên của tiểu bang Hoa Kỳ là ông Andrew Adam trước đó đã nhấn mạnh quá trình tịch thu tài sản của những người nằm trong lệnh trừng phạt phải được tiến hành theo quy định của luật pháp. Tòa Bạch Ốc cho biết các quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Italy cũng tham gia vào nỗ lực thu thập, chia sẻ thông tin nhằm vào những người Nga bị trừng phạt. Đây là những điều mà có thể thế giới ngày hôm nay họ sẽ tìm những bất động sản cũng như là những du thuyền và những tài sản của những tỷ phú Nga trên đất nước của họ để có thể chuyển đổi thành tài sản, chuyển đổi thành đô la để cung cấp cho, giúp cho đất nước Ukraine trong các cơn khốn khó của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, giờ phút này thì chúng tôi hoàn tất chương trình tin buổi tối và trở lại cô Mỹ Linh để chào tạm biệt quý khán thính giả. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và xin gửi lời chào tạm biệt quý khán giả khắp nơi. Xin kính hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng giờ này, 7 giờ tối giờ miền Nam California. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, xin chào.